Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được đơn thư của ba công dân Tạ Thị Yên, Dương Văn Sự, Nguyễn Thị Thu, thôn Bá Khê, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Nội dung đơn thư phản ánh về việc gia đình ông Đàm Văn Thảo có chăn nuôi lợn trong khu dân cư gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh. Tại thực địa, theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực chăn nuôi của gia đình ông Đàm Văn Thảo, thôn Bá Khê, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, ông Thảo cho biết gia đình ông thường nuôi từ 15 đến 20 con lợn. Và ông Thảo cũng cho biết do gia đình làm nghề nấu rượu, làm đậu nên tận dụng bã đậu, bỗng rượu để làm thức ăn chăn nuôi. Khi phóng viên có cuộc trao đổi với các hộ dân xung quanh nhà ông Thảo thì được biết thôn đã giải quyết này, xã giải quyết mấy lần rồi. Nhưng mà ông ấy vẫn cái tình trạng nào, ông vẫn để tình trạng ấy. Bên rìa đường thì ông để lỗ thủng này. Thế xong rồi bây giờ ấy, giải quyết nhiều thì ông ấy đục cao lên 50 phân. Thì bây giờ ông cứ quạt công nghiệp, nắng thế này mà ông quạt công nghiệp, ông ấy quạt thì coi như là gió nó thốc về như nhà tôi này. Trưa hôm nay là nồng nồng nên không chịu được. Mà không phải trưa hôm nay mà nhiều lần như thế. Chuồng nhà ông ấy ra đây, nó còn chảy ra xung quanh đây nữa. Thế là chúng tôi đề nghị như thế. Mà càng nóng này thì là càng khổ. Chăn nuôi thì chúng tôi cũng không ngăn cản những cái việc này. Thế nhưng mà làm sao cho nó sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh chung trong thôn xóm thế thôi. Chứ còn đương nhiên rằng cái chuyện mà bây giờ là cái vệ sinh mà nó như thế này thì người ta không chịu được. Thôn xanh sạch đẹp mà vừa rồi nhận cái bằng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đây gần nhà văn hóa mà xã xuống rồi, ký rồi. 3 lần nhưng không phải là 1 lần. Thế bây giờ vẫn không làm được. Qua tìm hiểu được biết, mặc dù gia đình ông Thảo cũng có khắc phục che chắn chuồng chăn nuôi, tuy nhiên tình trạng mùi hôi thối từ việc chăn nuôi lợn vẫn phát tán trong không khí. Trước phản ánh của công dân, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền địa phương. Tiếp và làm việc với phóng viên của ông Lê Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Nghĩa và ông Trử Văn Quân, công chức địa chính xã, và bà Nguyễn Thị Năm, trưởng thôn Ba Khê, cùng làm việc với phóng viên có công dân Đàm Văn Thảo. Qua phân tích những quy định của pháp luật, ông Thảo cho biết sẽ cố gắng khắc phục tối đa việc gây mùi phát tán khi gia đình chăn nuôi lợn. Gia đình là cũng làm đậu, nấu rượu là hơn 20 năm nay rồi, thì cũng chăn nuôi là cũng hơn 20 năm nay. Sau khi được nhận những cái đơn ý kiến thì chúng tôi cũng đến kiểm tra, thì là chuồng trại thì nói chung là nó cũng có mùi, cũng gây ra ô nhiễm nên là các hộ dân xung quanh là cũng có bức xúc, thì chúng tôi cũng đã đến gia đình tuyên truyền và lập biên bản. Chính quyền chúng tôi sẽ vào cuộc cùng với gia đình nhà bác Thảo làm thế nào mà tìm hiểu, mua thêm các cái chất khử mùi, rồi là quét dọn hàng ngày để cho nó sạch sẽ, rồi dùng thêm thuốc khử mùi để cho không ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Thấy thuốc phải mua khử ngay có cái gì đâu, nghe thấy là phải làm. Mà làm sao đảm bảo chung, trước tiên là nhà mình, nhà gần nhất, sau đó đến hộ bên xung quanh. Về chăn nuôi mà bảo là không có mùi thì em nghĩ là nhà ai rồi nuôi 1-2 con nó cũng có mùi. Chứ còn về chuồng trại nó sạch sẽ mà mình vệ sinh được thì cho nó đỡ đi, bà con đỡ ý kiến thôi. Chứ còn cũng yêu cầu bác có kế hoạch để di chuyển chăn nuôi xa khu dân cư và cũng không nên chăn nuôi trong khu dân cư, vì thực tế là nuôi 1-2 con cũng đã có mùi, chứ không phải nói đến nuôi chục con, mà thực tế nhà bác nuôi dao động khoảng từ 7-10 năm con. Ngay sau từ cái buổi ngày hôm nay thì cũng đề nghị với gia đình là tìm các cái biện pháp tối ưu nhất để khắc phục, giảm thiểu tất cả những vấn đề về vấn đề là ảnh hưởng đến môi trường, kể cả về vấn đề mùi. Vấn đề thì nếu phải tìm hiểu thôi, bây giờ khoa học công nghệ cũng có rồi, nhưng vấn đề là gia đình sẽ tự được không đó. Vâng, không bất luận một lý do gì khác. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn một số quy định về chăn nuôi để quý vị khán giả tham khảo. Tại Điều 12 Luật Chăn nuôi năm 2018 có quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực chăn nuôi. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, trừ nuôi động vật làm cảnh hoặc nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. Tại Điều 2, Nghị quyết số 330 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại huyện Văn Giang, khu vực phố Văn Giang, khu dân cư dọc tuyến đường DT377 từ xã Liên Nghĩa đến DT379B thuộc địa bàn hai thôn Công Luận 1, Công Luận 2. Theo luật chăn nuôi năm 2018, quy định rõ hai loại hình chăn nuôi: chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại. Chăn nuôi nông hộ là loại hình chăn nuôi dành cho hộ gia đình với quy mô nhỏ và số lượng động vật dưới 10 đơn vị vật nuôi.
chăn nuôi trang trại là hình thức chăn nuôi tập trung, chuyên nghiệp hơn, dành cho sản xuất và kinh doanh, với từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên. Một đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống. Điều 56, chăn nuôi nông hộ. Chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây. 1. Chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người. 2. Định kỳ vệ sinh, khử trùng tiêu độc, chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. 3. Có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch, thu gom, xử lý phân nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi và chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Khoản 2 điều 57 tổ chức cá nhân chăn nuôi có nghĩa vụ sau đây: thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã, thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm đối xử nhân đạo với vật nuôi theo quy định của pháp luật. Như vậy, việc chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư mang lại thu nhập cho người dân, vừa tận dụng được lao động, vừa tận dụng được thức ăn dư thừa. Tuy nhiên thì chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Do vậy, hơn ai hết, người chăn nuôi phải ý thức được việc chăn nuôi phải đảm bảo tính pháp lý và môi trường an toàn. Chăn nuôi nông hộ phải tuân thủ một số yêu cầu quan trọng là đảm bảo môi trường sống và vệ sinh cho cả người và động vật.